Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì Giang đang có mặt tại một cái khu dự án gọi là villa và nhà phố liên kế, kế bên cái sân góp cực kỳ là lớn luôn. Và sân góp chúng ta là ngay nằm phía trước mặt của đại đô thị Vinhome của Long An sau này, tương lai. Và bắt đầu từ 2023 thì Vinhome sẽ triển khai khu đại đô thị này. Thì hôm nay Giang đi với đoàn một số anh em của Giang, là có anh Phước Sủ nè, thì cũng trong cái team kinh doanh của Giang, và bên cạnh đó có một cái khách hàng của Giang, đây là ca sĩ Sĩ Ben. Ben mình nói đùa ha, thì anh này tên Ben ha. Thì Giang cũng mời anh đến để mà trải nghiệm cái chuyến đi hành trình này. Thì mình đi trên cái tuyến quốc lộ 22 di chuyển vô đây, thì Ben thấy sao Ben? Đầu tiên thì em thấy là rõ ràng là cái khu này nó đường xá thì nó khá là thông thoáng. Mình đi chạy ô tô đi từ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến đây chắc nó mất khoảng đâu đó một phải khoảng 90 phút. 90 phút. Đến vào đây thì em thấy không gian này rất là thoáng mát. Được cái có những cái khu vực hồ nè. Rồi cây xanh đây rất là nhiều, nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. 90 phút là lại tại nãy mình có ghé cái quán nước mía vườn cao, mình uống cũng mất hết 30 phút rồi. Nếu mình đi, nếu mà cái thời gian thực tế là chỉ có khoảng 60 phút thôi. Đó, rất là thuận tiện luôn. Là anh tính từ đo từ cái đường Trường Chinh á, mình đi đây là khoảng 60 phút thôi. Và cái dự án của chúng ta là nằm ở trên trục chính, cái đường đó là đường DT822. Thì hiện tại thực tế là như vậy, nhưng mà tương lai nó sẽ mở rộng ra là làn đường 50m luôn ha. Thì nó rất là rộng, và cái đường này là cái đường nối với cái đường gọi là quốc lộ N2, nó kết nối thẳng đến tất cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thì như nãy em đi ngang thấy đó, là cái khúc ngã ba đó, thì cái ngã ba đó là điểm giao thoa giữa Long An, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Là sau này tất cả những cái người mà ở khu vực của Campuchia và Tây Ninh sẽ di chuyển bằng quốc lộ đường N2 này, sẽ di chuyển về miền Tây, nó rất là thuận tiện luôn. Đi di chuyển nhanh hơn. Nhanh hơn. Thì khi mà cái đại đô thị Vinhome nó hình thành á, là dân cư về đây sẽ là đông đúc, là nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái sự xôm tụ cho cái khu này. Và vị trí của chúng ta đang đứng đây là thuộc Đức Hòa, Long An. Thì nếu mà em có tìm hiểu trên một vài phương tiện báo chí á, thì Đức Hòa là sẽ lên thành phố luôn. Là mình sẽ có 3 thành phố tiếp nối. Thứ nhất là thành phố Đức Hòa, và thành phố Trảng Bàng, và một cái thành phố là khu Bắc, đó là Củ Chi. Củ Chi tương lai cũng sẽ lên thành phố. Thì nó tạo cái sự tăng giá. Nó tạo giá trị bất động sản đây tăng. Thì như em biết là giống như trước khi mà triển khai cái dự án Vinhome Grand Park đi, thì bất động sản xung quanh Vinhome Grand Park thì anh Sủ thấy sao? Đúng rồi, nói về Vinhome Grand Park thì mình nói về cái bất động sản, cái khu dân cư mà ở bên Vinhome quận 9 khi triển khai á. Khi đó là Sủ xuống cái tại dự án mà lúc đầu mới triển khai á, mình không có nghĩ là đi vào một cái cung đường là rất là hẹp và xa khu dân cư như vậy, sẽ có những cái bất động sản mà canh giá trị thực bây giờ. Lúc đầu là cái căn hộ ở đó đang đưa ra là căn hộ rất là thấp dành cho những người thu nhập rất là thấp. Chủ đầu tư nói là sẽ là bán những căn hộ gọi là VinCity với những giá trị bất động sản căn hộ giá trị cực kỳ thấp, mà đến hồi khi triển khai thì cái giá bất ngờ là tăng lên cao rất là nhiều, và cái lượng khách hàng đổ về rất là mua bán rất là nhiều ha. Thông tin vừa rồi á, anh Sủ, là cái khu căn hộ của Beverly là giá bao nhiêu anh, mét vuông? Beverly thì mình không quan tâm lắm. Anh Sủ không bán, nhưng mà hiện tại Beverly một mét vuông căn hộ nghe mọi người là giá là 65 triệu một mét vuông là căn hộ. Theo anh, một cái căn biệt thự ở Vinhome đó là bao nhiêu? Một căn biệt thự ở Vinhome thì bây giờ ví dụ như 300 mét vuông thì nó rơi vào chắc tầm khoảng năm mấy tỷ. Thì theo mọi người sau này tương lai, theo Ben nha, tương lai là Vinhome nó xây dựng đây, nó làm một căn biệt thự vậy, nó có bán giá dưới cái mức giá giống như Vinhome trên Bắc không? Em nghĩ nó cũng sẽ bằng hoặc là cao hơn, tại vì nó bán dự án hình thành trong tương lai. Rồi, bằng cao hơn. Nếu mà hiện tại tại thời điểm này có một cái căn biệt thự ngay tại cái sân góp, trên Bắc là không có sân góp, mà sân góp lại nằm liền kề với khu đại đô thị Vinhome, thì theo anh Sủ
cái mức giá nó khoảng bao nhiêu nếu mà thời điểm hiện tại? Quá tuyệt vời. Nếu mà ở đây là một cái khu đô thị mà có một cái sân golf, mình khi trước giờ chưa có một cái sân golf nào gọi là ở gần Sài Gòn mà có cái vị trí gọi là đẹp mà có rất là nhiều lỗ. Hiện tại thì một vài dự án nó cũng tầm khoảng là sân golf tầm khoảng hơn chục lỗ thôi, mà ở đây là đến 18 lỗ. Thì ở đây cái lượng bất động khách hàng mà sân golf rất là nhiều, họ về đây họ chơi golf, thì đây là một cái giá trị bất động sản chắc là khá, đầu tư khá là tốt cho. Đúng anh, thật sự nếu mà nói về cái giá trị á, là mình không phải là mua giá trị hiện tại mà mình mua giá trị ở tương lai. Nhưng mà mình thực tế nếu mà gọi chung á, thì mọi người gọi là dự án, nhưng mà thực tế không phải là dự án nữa mà là một làng sinh thái hiện hữu luôn mọi người. Rồi những cái dự án là nó xây xong nó mới bán, còn này là bán xong mới xây, nhầm nha. Dự án là bán xong mới xây. Nhưng mà anh Sủ á, bây giờ anh Sủ có thể chia sẻ những khách hàng của anh tại đây là có những cái villa, rồi những cái shop house thương mại, những căn nhà phố liền kề là xây xong mới bán. Thì anh thấy cái vấn đề xây xong mới bán hay là bán xong mới xây nó hay hơn? Thì tiềm lực tài chính, nói đến như vậy thì mình nói đến cái tiềm lực tài chính của chủ đầu tư thì hiếm, rất là ít tiềm lực tài chính của những cái ông lớn tại Việt Nam mà có khả năng và chi cái đồng số vốn đầu tư cho dự án là xây xong làm cơ sở tầng và tất cả diện tích để bán. Nếu mà có một vài cái dự án mà triển khai được như vậy thì lượng khách hàng rất là nhiều, bởi vì gần như là 100% pháp lý đã ổn định rồi, mà hiện tại thì khách hàng đang rất là mong chờ cái vấn đề đó. Và ở đây thì thứ nhất là nhận tài sản ngay liền, nhận nhà liền và có thể là kinh doanh mua bán hoặc là cho thuê nhưng mà trả chậm. Đúng rồi. Thì quá tuyệt vời đi. Đây là rất là những cái sản phẩm này rất là dễ bán. Rồi em chia sẻ cho anh Sủ một vài thông tin luôn ha. Thì hồi nãy anh nói sân góp của chúng ta là hiện tại có 18 lỗ, đúng. Và sân góp của chúng ta đã hoạt động 3 năm, cái 18 lỗ hoạt động 3 năm rồi. Và hiện tại cái sân góp này là thuộc của chủ đầu tư CSQ thì CSQ. Cho hỏi sơ CSQ đó là chủ đầu tư nào và cái tên viết tắt đó là cái tên gì ạ? CSQ bây giờ chủ đầu tư là thuộc sở hữu của anh cụ trong cái ngành sân góp. Thì anh cụ là hiện nay là chủ tịch của hiệp hội góp luôn. Và cái sân góp này là của ảnh luôn. Và ảnh đang làm thêm 9 lỗ nữa là sẽ trở thành sân góp 27 lỗ, là đạt chuẩn quốc tế luôn nha anh Sủ. Đó, thì hiện tại thì giống như mỗi ngày bình thường vậy nè. Thì mỗi ngày sẽ có trung bình là khoảng 100 lượt khách đến để chơi góp. Và có những người họ chơi xong họ ở lại luôn. Và cái nhu cầu cho thuê gọi là những căn villa gọi thuê qua đêm á, là hiện nay là không đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu của những cái khách góp, góp ha. Rồi những cái ngày thứ bảy chủ nhật là cái số lượng gọi là chơi góp lên tới từ 300 đến 500. Rồi những cái ngày nó sẽ có những tổ chức những cái buổi thi góp, nó sẽ tụ họp rất là nhiều những tay góp của toàn quốc luôn, nó đến tới đây này. Tại vì những người chơi góp á, những người góp á, chơi góp á, là họ thường họ muốn chinh phục những cái sân góp nào đó nó lạ, nó có những cái địa hình gọi là không quen thuộc với họ, họ muốn chinh phục những cái đó. Thì đó là dành cho những người giới nhà giàu là họ thích chinh phục. Thì tại đây á, thì hiện tại chủ đầu tư CSQ là họ đã xây cái dự án của mình nằm ở mặt tiền đường luôn nha. Giống như nhiều chỗ á, là những vị trí đẹp là họ để họ bán sau, nhưng vị trí đẹp họ bán trước, họ xây sẵn cho anh luôn. Tuyệt vời đúng không anh? Quá tuyệt vời. Thì ở đây cái giá một căn villa ở đây cực kỳ là mềm mọi người, chỉ từ 6 tỷ 6 thôi. Đối với diện tích nào vậy anh? Đối với diện tích 300m2. 300m2 thì 6 tỷ 6 thôi. Và thiết kế của mình là dạng biệt thự song lập. Bàn giao là bên ngoài hoàn thiện bên trong thô hay? Đúng rồi, bên ngoài hoàn thiện bên trong thô. Và cái biệt thự song lập, nếu mọi người có thể sở hữu hai căn liền kề, mọi người có thể gáp lại thành một căn, thì chủ đầu tư thông sẽ với nhau, ha? Thông cho mọi người sẵn luôn. Là khi đó mọi người sẽ có một 600m2, một căn biệt thự gọi là đại villa hả? Đại villa. Nếu Vinhome làm gì có căn nào 600m2 không ta? Là gọi là đơn lập bốn mặt á. Đơn lập bốn mặt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng di chuyển qua đó để mình xem cái thực tế cái căn villa đó như thế nào, và thực tế cái dự án nó như thế nào, và những cái căn shop house như thế nào. Rồi nghe mời anh Sủ. Là quá hấp dẫn ha. Mình không có thể mua biệt thự thì mình có thể mua một căn nhà phố. Nếu mà biệt thự 300m2 phải không? 6 tỷ thì mình mua một căn khoảng 100m2 thôi Giang, chắc là rồi, nếu mà 100m2 em chia sẻ với anh luôn là cực kỳ hay. Shop house và những căn nhà phố liền kề luôn, chỉ từ 3 tỷ thôi.
đó, và cố gắng nếu mà sở hữu được những ngân căn gốc hỗ trợ sao và có thanh toán toán chậm hay không. À, cái này anh hỏi em sẵn em nói cho anh luôn, phương thức thanh toán cực kỳ là nhẹ. Cái đợt đầu tiên nếu anh chọn anh mua, anh chỉ cần cọc 10% thôi, và 30% là nhận nhà trong vòng 18 tháng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ anh 70% ân hạn gốc lẫn lãi, không đóng gốc không đóng lãi tới lúc nhận nhà. Quá nhẹ đúng không? Rồi, cái này chắc Phước Sửu mình cũng mua căn. Rồi, hấp dẫn ghê. Có những cái căn gọi là anh mua là anh nhận nhà ngay luôn. Thì anh sẽ có phương thức là anh thanh toán 30% anh nhận nhà, anh vô anh set up, anh cho thuê ngay được luôn trong vòng 1 năm. Thì 70% ngân hàng hỗ trợ cho anh ân hạn gốc lẫn lãi trong vòng 1 năm luôn. Coi như là trong 1 năm đó là mình chưa thanh toán, mình đúng rồi. Lợi dụng ngân hàng và đúng. Bên ngân hàng sẽ thanh toán cho chủ đầu tư mà mình không đóng lại gốc. Đúng rồi. Gần như là mình được thanh toán chậm trong vòng 1 năm ba. Nhưng có cái hay là anh có cái nhà anh cho thuê ngay luôn. À. Và cái giá cho thuê tại đây á là trong khu góp á. Nè, sau góp ta Giang có dùng cái hình ảnh flycam bay vô thì mọi người thấy á là sân góp này có một cái khu gọi là khu clubhouse trung tâm. Tại đó nó có những căn khách sạn luôn. Và hiện nay nó không đáp ứng đủ nhu cầu của những góp phơ. Có nghĩa là full phòng. Và giá cho thuê của nó là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một đêm. Kiểu này là cho anh Giang phải đưa Ngọc Trinh đến đây để... Có nghĩa là nếu mà anh khai thác mà full chọn á thì là 30 triệu một tháng. Nhẹ nhẹ thôi ha. Nó tuy nó không cao nhưng mà 30 triệu mà trong khi mình bỏ 10% có 3 tỷ đi, chỉ có 300 triệu thôi. Rồi, hấp dẫn quá. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại sân góp Westlake Golf and Villa, dự án Rain Center. Ok.